Hello, xin chào anh chị em. Hôm nay mọi người khỏe không? Bây giờ mình kể cho các bạn nghe hai câu chuyện nữa, và hai bạn, một bạn học viên với một bạn là em của mình mà đi qua bên Úc thành công và cuối cùng là có công ăn việc làm ở Úc, và bây giờ là có công ăn việc làm lương rất là cao ở bên Úc rồi. Và mấy bạn đó bây giờ là hòa nhập với lại ở Úc rất là tốt rồi đó các bạn. Mấy bạn nó đã đi qua đây thành công rồi, xong rồi kiếm việc làm tốt rồi. Những bạn này là những bạn rất là bình thường ở Việt Nam nha. Và mấy bạn này qua đây mình nói đi qua đây học nghề hết, không có qua đây mà đi học đại học, cao học cũng khỉ gì đó. Cố gắng để đi 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 học tiếng Anh thêm ở bên Úc nữa. Ở Việt Nam cũng học tiếng Anh rồi, qua đây phải tập trung để mà tập trung cho cái thường trú nhân ở Úc trước rồi sau đó thì tính sau. Câu chuyện thứ nhất là người em họ của mình đi. Bé này ở Việt Nam nó chỉ có học học con gái nha các bạn. Nó là học cái gọi là điều dưỡng á, là nghĩa là không phải học y tá. Các bạn nhớ nè, trung cấp, cao đẳng, đại học ở Việt Nam nó không có thi đậu vô cao đẳng, nó cũng chẳng thi đậu vô đại học, mà nó chỉ có trung cấp thôi. Là nó giống như nó đưa thuốc cho bệnh nhân uống, rồi nó đi chích thuốc, rồi nó đi làm mấy chuyện mà cái người mà chỉ cần học nghề một một năm rưỡi đi làm thôi. Đó, nó học cái nghề này. Xong rồi nó đi qua Úc, nó học y tá. Mình nói đây không phải là nói khuyến khích các bạn, nhưng mà mình kể chuyện lại nha các bạn. Cái câu chuyện này là câu chuyện có thật nha, mình kể lại cho các bạn nghe để cho các bạn hiểu từng hoàn cảnh nó khác nhau. Các bạn phải đi gặp cố vấn di trú, người ta sẽ tư vấn nha. Còn cái này là câu chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ mình kể lại cho các bạn nghe thôi. Ba mẹ nó là có mấy đứa con và đưa một đứa đi qua Mỹ rồi. Đi qua Mỹ á, là có chú ở bên Mỹ rồi, có người thân ở bên Mỹ lo, nhưng mà qua Úc là không có ai hết. Thì bây giờ làm sao để mà đi qua bên Úc đây? Thì thứ nhất là đi qua Úc, các bạn phải chọn cái ngành ở bên Úc học để cho nó khớp với cái ngành ở bên Việt Nam. Ví dụ bên Việt Nam bạn học sửa chữa ô tô xe máy, đi qua Úc phải học sửa chữa ô tô xe máy. Bên Việt Nam bạn học xây dựng, đi qua đây học xây dựng. Bên Việt Nam bạn học đầu bếp thì qua đây phải học đầu bếp, chứ đừng có cắm đầu này qua đầu nọ. Bên Việt Nam học tài chính, đi qua đây học học sửa xe thì không được. Thì nói chung là phải học cho nó khớp để qua đây xin visa cho nó dễ. Thì bé này là ở Việt Nam là mình nói nó, mẹ nó là sức khỏe nó cũng không được tốt lắm, nói với ba mẹ nó là phải cho nó đi tập thể dục mỗi ngày, cho nó đi học thể dục nhịp điệu, hay cho nó đi học, nó đi tập thể dục gì đó cho nó khỏe. Và nấu ăn thì nó biết nấu ăn, nó chị cả trong nhà nó nấu ăn cho cả nhà nó rồi. Rồi thêm nữa là mình mới nói nó là tiếng Anh, ngoài cái việc giờ học ra, ngoài cái giờ đi thực tập ra, ở nhà cứ mở đài ra nghe tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng Anh hết. Và thêm nữa, lái xe, nó nghe mình nó học nhưng mà nó không có thi ở Việt Nam kịp, đi qua đây nó phải thi lại lái xe. Là nó tốn một thời gian đầu là phải có người chở nó đi làm, rồi nó tự đi xe lửa xe bus đó các bạn. Cái bạn này á là không có điều kiện vay mượn tiền, là mỗi tháng là phải trả tiền lãi. Thì bé này qua bên này thì mình giúp nó là những cái ngày tháng đầu tiên á nó không có nhiều kinh nghiệm làm. Thì ở Việt Nam học cái ngành này đi qua bên Úc đâu có làm được mấy ngành mà ở trong cái gì y tá rồi phụ y tá rồi, đâu có làm được đâu, cử nhân điều dưỡng đâu có làm được. Là phải vô nhà hàng làm một thời gian, đi phụ việc ở trong nhà hàng, đi làm kitchen hand, đi làm phụ bếp, đi bưng bê nhà hàng một thời gian, lấy cái tiền đó để trả chi phí sinh hoạt phí. Rồi sau khi mà làm nhà hàng quen rồi đó thì bắt đầu tới phụ bếp. Rồi sau khi phụ bếp rồi cái học y tá, các bạn thấy mới qua đây học y tá, thứ nhất là đi học foundation đó, cái gọi là cái khóa dự bị á, đi vào cái các bạn thấy là học phí quá mắc, học phí học tới 20 mấy ngàn. Thì mình mới nói với em đó là bây giờ học y tá không ổn đâu, thứ nhất là học phí mắc nè, học đại học là học phí 20 mấy ngàn, ba mẹ ở bên Việt Nam là không có gửi tiền qua rồi. Rồi đừng có nghĩ là học được. Học y tá hả, cái tỷ lệ mà rớt và cái môn mà rớt rồi đi thực tập tới 500 giờ đi thực tập lận, và thứ đi thực tập không có trả tiền công nha các bạn, chứ không phải đi thực tập có tiền nữa nha. Rồi xong học khó, đi học rồi phải đi thi tiếng Anh nữa, rồi đi thi cuối học kỳ, thi giữa học kỳ, rồi phải làm bài tập luận án, rồi làm bài tập nhóm, làm thuyết trình nữa, đủ kiểu hết. Đó là lý do mà mình nói thôi bây giờ em không nên học tiếp y tá. Anh không biết là em có giỏi nghề, em có yêu cái nghề này cỡ nào anh không biết, nhưng mà em hãy chuyển qua. Tại em đã làm trong nhà hàng khách sạn, em đã làm phụ bếp và bây giờ em nấu đồ ăn rất là tốt, nấu là ngon rồi. Thì bây giờ em chuyển qua em học bếp đi. Bạn này chuyển qua học bếp liền đó. Sau khi mà bạn học xong khoảng một năm rưỡi gì đó, bây giờ mà học tiếp mà nó lên tới 4 năm rồi các bạn. 1 năm foundation cộng với 3 năm thì thành 4 năm, mà học được khoảng 1 năm hay 1 năm rưỡi gì đó. Mình nói chuyển qua học bếp đi. Học bếp học có 2 năm thôi là có bằng cao đẳng rồi, 2 năm là xin ở lại được rồi, không có cần phải học nhiều. Và 2 năm học xong thì trong cái lúc mà các bạn, mà bạn này bắt đầu có kinh nghiệm ở bên Úc này tới 5 năm mấy rồi, có rất là nhiều kinh nghiệm rồi, thì tiền các bạn này gửi về trả nợ hết cho ba mẹ ở bên Việt Nam. Học cao đẳng là rất là rẻ các bạn, 1 năm có 12 ngàn, là mỗi tháng tính ra mỗi tháng 1 ngàn. Thì bạn này chuyển qua học rồi sau đó là đi làm. Đi làm thì chủ thấy bạn này làm được rồi, bạn này tự nấu ăn luôn, nấu ăn luôn cho cái nhà hàng đó luôn, làm thành ra thành đầu bếp luôn.
rồi cuối cùng người ta chủ bảo lãnh thôi. Thì các bạn mới nhớ là cố gắng cho con qua bên đây đi học những cái ngành nào mà học phí rẻ, học nghề á, học phí cho nó rẻ thôi, và nó ít bài tập về nhà, chỉ có đi thực tập. Chứ mà bạn cứ nghĩ mà về mà bắt cho nó đi làm bài tập này tập nọ, nó làm sao nó có thời gian đi ra ngoài kia mà đi làm. Nó ăn rồi nó đi học, nó học xong bạn đóng tiền cho nó là thua. Nó đâu có đi làm ở ngoài kia, nó không có kinh nghiệm, và sau đó là nó rất là khó các bạn. Chỉ cần qua bên này con bạn cố gắng đi làm và chủ thấy được cái khả năng của nó, và nó làm việc với chủ một thời gian rồi, thì người chủ người ta cố gắng người ta bảo lãnh cho các bạn thôi. Đó là trường hợp thứ nhất ha. Rồi ok, mình chia sẻ câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai là một bạn nam ở cũng gần nhà mình ở Sài Gòn, ở Tân Phú. Bạn này 19 tuổi, có đứa em khoảng 17 tuổi. Mẹ bạn này là giáo viên và cũng có một cái shop nho nhỏ. Mẹ bạn này mới hỏi cố vấn di trú của mình á, hỏi bây giờ cho thằng lớn đi qua đại học. Tại mẹ bạn này là làm giáo viên thì các bạn biết là đâu có tiền đâu, kinh doanh nhỏ nhỏ thì cũng phải có đồng ra đồng vô thôi à. Rồi ba bạn này cũng phụ cái quán nó này nọ, chứ không đến nỗi là không, nhà không phải khá giả lắm. Thì bạn này cũng đi qua bên Úc, mà mình nói bạn này có tiếng Anh chưa, thì bạn này tiếng Anh ok. Rồi sức khỏe ok không, bạn này nói em chơi thể thao mà anh yên tâm. Có nghề nghiệp gì chưa, bạn này nói không có nghề nghiệp gì hết đó. Bạn này học ngoại thương, phụ mẹ mấy cái mà mẹ làm cái gì thì bạn này qua cái shop phụ mẹ, giống như kiểu đi vô mấy cửa hàng thức ăn nhanh ở Việt Nam phụ á, để có kinh nghiệm thêm á. Rồi mình nói thôi ok, thôi bây giờ em, mẹ em cũng làm nghề này, thôi bây giờ qua nút, bây giờ nó cũng đang cần rất là nhiều nghề đầu bếp, em qua em đăng ký học đầu bếp đi. Thì mấy bên cố vấn di trú giúp mình đăng ký cho bạn này học đầu bếp. Thì bạn này qua bên Úc học đầu bếp, thì mình hỏi một tuần em đi lên trường em học mấy ngày. Bạn này nói đi lên trường học 2 ngày, thỉnh thoảng là 3 ngày là đi thực tập nữa, nhưng mà đa số 2 ngày. Một ngày học nguyên ngày đi lên trường, còn ngày còn lại là học nửa buổi à. Còn bữa nào đi thực tập thì là thêm một ngày nữa. Đó là thành là 2 ngày rưỡi, 3 ngày gì đó, cho 3 ngày đi. Khi bạn nó đi lên trường học thì thời gian còn lại là bạn nó xin vô trong một cái nhà hàng Việt Nam làm. Thì cái nhà hàng này người ta làm cái nhà hàng gọi là lẩu băng chuyền đó các bạn. Là lúc đầu vô đó chỉ là nhân viên phục vụ, rồi bắt đầu rửa rau, rồi bắt đầu phụ bếp rồi này nọ. Này nó có đăng ký thiệt, sau một tháng nó làm quản lý luôn trong đó luôn. Quản lý mới nó nghỉ, nó làm quản lý luôn các bạn. Thì mức lương lúc đầu người ta trả cho nó là 20 đồng, 22 đồng. Thì có hai loại lương. Bên Úc này lương mà vô trong sổ băng là qua sổ, rồi xong rồi có cái lương tiền mặt nữa là 22 với là 20. Cái sau một tháng thì nó lên 25 với 22. Rồi xong rồi qua tháng thứ 3 là bắt đầu lương nó thành 28, 25. Là mức lương cao qua sổ là 28 đồng một giờ, và mức lương mà tiền mặt là 25 đồng một giờ. Và nó đi học, đi làm đúng nghề, đúng ngành nghề luôn. Và chủ rất là mong muốn bảo lãnh, đợi cho nó học xong thôi. Và nó có đầy đủ điểm tiếng Anh, nó thi lại điểm tiếng Anh nữa là coi như là chủ bảo lãnh cho nó liền. Qua hai câu chuyện thì mình không biết các bạn nhận ra được cái điểm gì. Và thằng cu thứ hai á, mình nói câu chuyện này em nói các bạn là mình nói nó, em sao ở Việt Nam em không lo học lái xe đi. Đến bây giờ nó vẫn chưa có bằng lái xe. Nó mới qua đây năm ngoái á, mình có nói chuyện với nó một lần, một hai lần. Mình qua nhà mình gặp nó, rồi sau đó là mình có nói chuyện qua điện thoại với nó. Thì mình mới nói, ủa sao em không lo tập trung đi học lái xe đồ này nọ. Và bạn này nói là em cũng muốn lắm, nhưng mà thời gian ở Việt Nam gấp quá, em đi học không có kịp nên phải qua đại học. Và qua đại học nó, tại vì cái tuổi nó thấp á, tuổi nó có 19 tuổi à, nên qua đây là người ta bắt nó phải đợi tới một năm mới cho nó thi. Thì mình mới nói nó, anh có cách để giúp em không cần phải chờ đợi như vậy. Em chỉ cần vô cái công ty em đang làm á, em nói ông sếp ký cho em tờ giấy, ở trong cái tờ giấy ghi là tôi là công ty ABC, tôi muốn cái thằng cu này nè, nó đang làm ở vị trí, tất nhiên là nó làm ở vị trí ở trong cái bếp rồi, nó làm quản lý nhà hàng rồi, nhưng mà anh phải ghi cho nó là nó đang làm ở vị trí là delivery, vận chuyển hàng rồi này nọ. Sắp tới nó sẽ có làm thêm cái vận chuyển hàng rồi này nọ, nên tôi mong muốn là cái chỗ mà ở bên Victoria này là Vic Road đó các bạn, cho nó thi lái xe sớm để nó có giúp tôi để mà làm mấy cái việc mà phụ giúp công ty. Thì người ta sẽ cố gắng, người ta xem xét, người ta cho thi sớm, chỉ trong vòng một tháng người ta cho thi rồi, tháng hoặc tháng hơn. Thì đó, thì cái cách mình đã giúp nó rồi đó, thì nó sẽ giúp nói cho người ta như vậy, ông chủ viết giấy, rồi sau đó thì nó sẽ xin đi thi sớm thôi. Khi mà có bằng lái á và có xe đó thì cuộc sống nó đỡ hơn nhiều. Tại vì nó đi xe lửa, xe bus đồ này nọ, rồi tối đi làm về rất là khuya, đi làm về nhiều khi 11 giờ đêm mới về, mới ra khỏi shop 11 giờ mới lại nhà hàng mới đóng cửa, thì tới 12 giờ nó mới về tới nhà luôn. Lúc đó nhiều khi cô chú người ta không chở về được, rồi đi taxi rồi rất là cực. Do đó là phải nên có xe đi các bạn. Và nhiều khi đâu phải nó làm một chỗ đâu, nhiều khi nó rảnh nó làm chỗ thứ hai, chỗ thứ ba rồi sao. Và nhiều khi người ta nói đi thực tập chỗ này, thực tập chỗ kia rồi sao.
Đó là mình nói một số ý đó cho các bạn biết, để các bạn cho con cái mà đi qua đây đi học á, thì theo ý mình đó nha, nếu mà có tiền tiết kiệm thì nên cho con đi qua đây học, cho nó học 2 năm thôi, và các bạn lo cho nó chỉ cần một học kỳ thôi, một học kỳ duy nhất, một năm nó đi học khoảng 12 ngàn, và tiền sinh hoạt phí của nó đâu đó khoảng 10 ngàn, là một năm nó xài khoảng đâu đó 22 ngàn, đi tiền học phí, tiền sinh hoạt phí rồi này nọ luôn, khoảng 22 ngàn, thì nó đi làm ra dư cái số tiền đó, và nó tiết kiệm được một năm cũng là mười mấy ngàn, 20 ngàn, nó tiết kiệm được rất là nhiều các bạn, tại nó đi làm lương nó cao lắm. Các bạn cứ tính ra đi là các bạn biết rồi nè. Nó nói với mình á là mùa hè vừa rồi á, 3 tháng hè, 2 tháng hè vừa rồi á các bạn, tháng 12, tháng 1, tháng 2 vừa rồi, tháng 12, tháng 1 vừa rồi á, nó đi làm nó tiết kiệm được 10 ngàn đó các bạn. Nó bỏ vô trong tài khoản ngân hàng á, nó đóng tiền học sạch sẽ hết luôn rồi cho năm tới rồi đó, mà nó vẫn còn dư 10 ngàn trong tài khoản. Các bạn biết là nó chịu khó nó cỡ nào để nó làm á. Ngoài ra mà các bạn biết lái xe nữa, bạn mà còn thời gian nữa, nhiều khi bạn đi học buổi sáng tới buổi chiều, buổi tối bạn có thể chạy thêm Uber nếu các bạn muốn kiếm thêm. Các bạn làm sao cho con, các bạn phải có suy nghĩ là đi qua đây một thân một mình ở trên nước Úc thì mình phải cố gắng, mình nỗ lực. Mình phải nỗ lực để làm gì? Để người chủ người ta thấy cái sự cố gắng của mình, cái sự kiên trì của mình, cái sự nỗ lực của mình làm việc, thì họ sẽ bảo lãnh cho các bạn. Và nếu họ không bảo lãnh được, họ sẽ tìm những cái người bạn khác của họ, những cái người đồng nghiệp, hoặc là những cái người cùng mở nhà hàng, hoặc là người cùng kinh doanh chung với họ, họ cố gắng họ tìm cho các bạn để bạn được bảo lãnh. Tại họ biết bạn làm tốt cho họ thì họ sẽ giúp các bạn, còn bạn làm biếng và làm không được việc thì nó sẽ không có chuyện nó xảy ra đâu. Và khi mà bạn làm được tốt việc rồi đó, bạn chứng minh cái năng lực của các bạn rồi đó, bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, con cái của bạn nó sẽ trưởng thành. Khi mà nó đi qua bên này rồi đó, 6 tháng sau nó có thể bảo lãnh các bạn, ba mẹ đi qua bên này chơi với nó, sẽ thấy được cái cuộc sống nó bên này như thế nào, để các bạn thấy cái sự trưởng thành của nó. Và nhiều khi á, ba mẹ qua bên này chơi rồi xong thấy cái môi trường tốt, nhiều khi là cho thêm một đứa con khác đi qua đây du học nữa các bạn. Nên các bạn nhớ nha, cái người đầu tiên mà cho đi du học á là cái người đó cực kỳ quan trọng. Bạn bạn đặt rất là nhiều niềm tin vô cái người đó, người con đó, và bạn phải cố gắng làm sao rèn luyện cho nó ở Việt Nam trước, đừng để nó đi qua đây mà nó thiếu cái này thiếu cái kia, rồi qua đây thua thiệt bạn bè thì nó buồn đó các bạn ha. Đó là câu chuyện mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay, và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người video sau nha.